Rất nhiều chủ nuôi quên mất cái việc tẩy giun cho chó thường xuyên. Tác hại của việc này cực kỳ nghiêm trọng. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường ruột và cũng như sức đề kháng của các bé. Ngoài ra còn rất là dễ lây giun sán cho chủ. Đây là hai cái hiệu thuốc mà nhà mình xài, mình không có quảng cáo cho nhãn hàng, cũng không có bán luôn. Loại dạng nước thì người ta khuyến nghị dùng cho chó con dưới 1 tuổi, nhưng mà mình chỉ dùng cho chó dưới 6 tháng tuổi thôi. Còn 6 tháng trở lên thì mình sẽ xài dạng vi. Đây là lịch sổ giun của nhà mình. Từ 30 ngày tuổi đến 2 tháng tuổi thì mình sẽ sổ giun cho mấy bé 2 tuần tuổi một lần. Từ 2 tháng tuổi cho đến 6 tháng tuổi thì mình sẽ sổ giun cho các bé 1 tháng một lần. Từ 6 tháng trở lên thì mình sẽ sổ giun cho các bé 3 tháng một lần. Lưu ý thứ nhất khi mọi người tẩy giun là mọi người phải để ý cái liều dùng ở trên cái hộp thuốc. Mỗi loại thuốc thì sẽ có hướng dẫn về liều dùng khác nhau. Như cái loại nước này thì 1ml dành cho 1kg và con báo của mình 300g thì mình cho bé nó uống 0.3ml. Về sau thì nếu mà nó lớn hơn, nó tăng ký lên đó, thì mình sẽ tăng liều lên sau mỗi lần uống. Mọi người nhớ là về cái liều dùng này nó rất là quan trọng. Lưu ý số 2 chính là thời điểm mà sử dụng thuốc sổ giun. Thường thì các hãng sẽ khuyên mọi người là trộn vào thức ăn, nhưng mà mình cảm thấy tốt nhất là cho uống lúc bụng đói. Mình thường cho các bé uống vào buổi sáng lúc bụng đói, rồi sau đó khoảng 30 phút đến 1 tiếng thì mình sẽ cho ăn, hoặc là tới buổi chiều mình mới cho ăn. Còn cái loại viên này thì nó cực kỳ mạnh luôn nha mọi người. Mọi người nên sử dụng cho các bé mà từ 6 tháng tuổi trở lên. Và nên nhớ là cũng đúng liều giúp mình nha. Một viên này thì nó dành cho 10kg. Thì những bé chó lớn của nhà mình thì các bé sẽ tầm khoảng 2,5kg. Cho nên mình sẽ cho uống khoảng 1/4 viên. Mình thì thường cho các bé uống trực tiếp là mình nhét vào miệng mấy bé luôn à. Còn nếu mà mọi người thấy nó hơi khó quá thì mọi người cũng có thể nhét vào cái cục phô mai á mọi người, xong rồi mọi người đánh lừa mấy bé nó sẽ đớp cục phô mai đó. Triệu chứng của các bé mà lâu ngày không sổ giun thì thường các bé nó sẽ đi ngoài, nó bị nhầy hoặc là lỏng và sẽ rất là hay ói mửa, thậm chí mấy bé bị nặng hơn thì còn đi ra cả con giun nữa, sợ lắm.